Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, Thư viện Truyền Cảm Hứng xin gửi đến quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Sẽ không sao mặt đời lao nhau của tác giả Trần Trinh Tường. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Sẽ không sao mặt đời lao nhau là quyển cẩm nang giải đáp những vấn đề về sự nghiệp, về con đường phát triển bản thân, về tình yêu và gia đình của tác giả Trần Trinh Tường dành cho các bạn trẻ, những người đã gửi đến cho vị thầy giáo trẻ tâm tư của họ, gói ghém vào đó những băn khoăn, trăn trở của một người trẻ khi đối mặt với thực tế cuộc sống, vốn dĩ đã bắt đầu không còn êm ái, nhẹ nhàng như khi còn ở trong vòng tay cha mẹ. Mỗi câu hỏi đều được bộc bạch chân thật, đầy xúc động. Tất cả những câu hỏi đó đều là tâm trạng của tác giả đã từng trải qua, những khủng hoảng thời tuổi trẻ mà anh đã từng gặp phải. Viết, đối với ngòi bút Trần Trinh Tường, đơn giản chỉ là đem lại những trải nghiệm của một người đi trước, như một người anh tâm sự và chỉ dẫn để chia sẻ cùng độc giả. Cuốn sách này tập hợp những câu hỏi phổ biến nhất, điển hình nhất, những trăn trở của tuổi thanh xuân mà tác giả đã nhận được từ các bạn học viên của mình. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng đón đọc.